Ok chào anh em à, hôm nay là gửi cho anh em ít cái hộp đựng mồi nha anh em à, hộp đựng mồi này là từ Nhật về à, đựng mồi đựng lưỡi câu đựng mấy cái đồ linh tinh lặt vặt cái những hộp như của Ima nè đó hộp trên đây là 4-5 ngăn gì nè đó để mình lên cụ thể từng hộp cho anh em xem đó. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nếu hàng lỗi không giúp shop lên đó thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi cảm ơn anh em đi gửi cho anh em mã số 1 thì mã số 1 thì mình có mấy hộp này đây mấy cô hộp cái hàng win win sốt này nè mọi người đó cái hộp này của Nhật nha mi hộp đây của Nhật sản xuất đó. Thì cái hộp này nó sẽ có là 1 2 3 4 ngăn nhé đó đây. Cái hộp đen nè hộp đỏ nè đây hộp đỏ này thì nó để là chữ im đây nó cũng có 4 ngăn luôn 1 2 3 4 đó đó hộp đỏ Ima nè cũng có 4 ngăn nè đó hộp đen nè đó. Đây cũng có 4 ngăn 1 2 3 4 đó thì nó sẽ có màu xanh nè đó, màu xanh nước biển bên đây sẽ là màu xanh da trời nè đó, màu vàng màu trắng màu xanh nè đó cái này là đều là 4 ngăn hết nha đó, có hộp này thì nó bị lai cái ngăn này ngăn xanh này thôi đó, không ảnh hưởng gì nhá thì cái này thì nó sẽ chiều dài chiều ngang. Đây cái chiều dài này nó sẽ được là 20.5 cm nha em chiều ngang này được là 14.5 cm và chiều cao này được là 4 cm nhá đó đây cái hộp này thì mấy cái món nói nè yên tâm à, rất là chắc nha mấy cái này rất là bền rất là cứng bền luôn à, hàng của Nhật mà yên tâm đó. Đây hàng mới sẽ bền hết nha rồi cái hộp này mình bán với giá là 120k một hộp nha nè đó 120k một hộp và đây hộp này sẽ bự hơn một tí à, bên đây sẽ là mã số 2 điều chỉnh này đây mã số 2 thì mình được 1 2 3 4 hộp đó, 4 hộp thì hộp này nó được cái là nó dày hơn nha nè dày hơn đây đó để cho anh em xem đây nó dày hơn đó anh em đựng được nhiều đồ hơn đó. Chiều ngang thì nó na ná nhau nhưng mà được cái nó dày nó bự hơn đó. Nhưng mà hộp này nó chỉ có 2 ngăn thôi nhé loại này nó chỉ có 2 ngăn thôi ngăn bên đây ngăn bên đây đó. Cho anh em đựng mấy đồ linh tinh lặt vặt thì chiều ngang này nó sẽ được là 20.5 chiều dọc này sẽ được là 14.5 mà chiều cao được là 6 cm nha nè hộp này vẫn là hộp của Nhật nhé đây bên xếp bên cái này còn tương đối mới nha mọi người đó. Mình được 4 hộp đó. Cái này về đựng đồ là rất là bền đó, rất là cứng luôn cứng qua dày giá cũng là 120 nha nè 120 hộp mã số 2 tiếp theo là mã số 3 thì mình được hai hộp đây cũng có mấy hàng này của Nhật hết còn Mi Hong này của Nhật sản xuất hết đây đóng tem đây đó đây cái này được một hộp màu tím này một hộp màu trắng này đó. Cái này thì nó sẽ được là 1 2 3 4 ngăn nha 4 ngăn và cái này nó sẽ mỏng hơn cái mã số 1 một tí đây để cho anh em so sánh cho anh em dễ nhìn đó thì cái này nó có chiều ngang này nó được là 21 cm chiều dọc này sẽ được là 14.5 cm và chiều cao được là 2.8 chiều cao được 2.8 cm mà được cái này nó làm đẹp gọn nhỏ tiện nha anh em đó. Rồi giá công khai một hộp này giá là 101 nha nè 101 một hộp này đó, được hai hộp thôi nhé rồi. Rồi tiếp theo đây lên đây sẽ là mã số 4 gửi cho anh em sẽ là cái hộp bự này đó vẫn là của hãng Mino hàng của Nhật này tên đây nè cái này mình được hai cái và cái này nó sẽ được là để xem mấy nha và đây là hàng qua sử dụng nhé tổng thể thì nó có xây xác này 1 ngăn 2 ngăn 3 ngăn 4 ngăn 5 ngăn 6 ngăn 7 ngăn 8 ngăn nhé
miếng này thì anh em có thể chia ngăn ra nhé. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái hộp này cũng vậy luôn, được 8 cái ngăn nhé. Đó thì cái hộp này chiều ngang này nó được là 29 cm, chiều dọc này sẽ được là 20 cm và chiều cao được là 5 cm thôi nha anh em. Đó, hộp này thì cũ xây xác rồi. Rồi bán với giá là 100k nha này, 100k một hộp, mã số 4. Đó, đựng đồ, đựng linh tinh đặc vật kia rất là tiện nhá. Máy này rất là dày, 400k nha. Tiếp theo mã số 5, mã số 5 gửi cho anh em là 1 2 3 4 5, 5 cái hộp nhé. Đây, này còn khá là mới nha anh em, hộp này vẫn là của Nhật luôn. Đó, máy suspend, máy này thì rất là dày, nhựa là cứng ngắc luôn nha anh em. Đó, mấy cái khớp nối này thì anh em xài thì không biết khi nào nó mới hư luôn. Đó, hộp này thì nó được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ngăn nhé. Đó, thì mấy cái này anh em có thể chia ra được nè. Đó, chia nhỏ lại được. Đó, đây, hộp này thì nó có chiều ngang nè, được là 25.5 cm, chiều dọc này được là 19.5, chiều dọc này là được là 19 cm và chiều cao được là 4 cm thôi nha nè, chiều cao được 4 cm. Đó, hộp nhìn khá ok, được một cái nè, hai cái, ba cái, bốn cái, hộp này đen nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, cái này được 12 cái rồi. Tùy theo cái nó có cái ngăn nhiều nha anh em. Đó, đây cũng vậy, còn khá là mới. Rồi, giá công khai một hộp này, mã số số 5, giá là 130 nha anh em, 130 một hộp. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 thì lên hộp này cho anh em. Hộp này thì nó mỏng hơn nha anh em, đây, mỏng hơn tí, đây anh em theo. Đó, hộp này vẫn là hộp của Nhật, đây, của Mio Japan. Cái này thì mình lấy nguyên cái lô này về. Thì hộp này thì nó để là nó sẽ chiều dài nữa được là 25.5. Đó, chiều ngang này được là 19 và chiều cao nó được là 2.8 thôi nha nè, hộp khá là mỏng, 2.8 thôi. Hộp này đựng lửng ngon, đựng lửng mấy mồi mềm, mấy con dích hết. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngăn nha, chia được. Cái này thì được là 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ngăn thôi. Đó, đây, ngăn này chia ra nha, được cái hộp màu trắng này tương đối đẹp nha nè, tương đối đẹp. Đây cũng hộp màu đen nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ngăn, tương đối, nhìn tương đối ok. Đó, rồi giá 120 một hộp nha nè, mã số 6 120. Rồi tiếp theo mã số 7, mã số 7 thì gửi cho anh em một cái hộp bự nha, này tương đối bự, nhựa khá là dày luôn. Đó, hộp này coi có ai sản xuất, hộp này cũng cổ Nhật luôn nha anh em. Đây, Japan, hộp khá là bự. Hộp này thì nó được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ngăn nhé, khá là bự, mấy ngăn này anh em chia ra được nha. Mã số 7 thì mình chưa đo, để mình đo xem. Chiều ngang này được là 30. Đó, chiều cao này được là, chiều dọc này sẽ được là 20 nha nè, đây, chiều dọc này được 20 và chiều cao nó sẽ được là 4 nhé. Đó, rồi hộp này bán giá 120 luôn nha nè, 120 một hộp. Tiếp theo hộp số 8, mã số 8, mã số 8 gửi cho anh em một cái hộp của vẫn là của hàng Nhật luôn, Miho nè, ở Japan. Hộp này thì nó được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngăn nhé. Đó, khá ok, hộp này còn khá là mới.
Chiều dài này nó sẽ được là 20 nha anh em. Chiều dài được 21 nha. Đây. Rộng 20.5. Chiều ngang này được là 15. Và chiều cao được là 4 nha. Rồi, giá hộp này, giá là 130 nha anh em, mã số 8 130. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì gửi cho anh em cái hộp mà về đựng cho anh em đựng mấy con minnow nè. Đó. Cái này nó được là 1 2 3 4 5 5 5 ngăn, mỗi mặt là con hộp này đựng được là 10 con nha anh em. Đó, 1 2 3 4 5. Đó. Hộp này đựng được 10 con minnow nè. Đó. Hộp này thì nó chiều ngang này đó. Chiều ngang này thì được là 20.5, chiều dọc này sẽ là 14.5 và chiều cao được là 4 cm nhé. Đây, được 10 con minnow. Nếu con nhỏ thì anh em có thể để hai con một ngăn được. Đó. Đây. Cái này thì anh em để mấy con minnow 120 ok rồi. Đây, phải không? Đó. Cái này được cho 140 nè, 140 cm. 140 mm. Đó, để mấy con 120, 130 là ok. Rồi, giá công khai một hộp này, giá sẽ là 140 nha anh em, 140k một hộp. Mã số 9, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì mình được hai hộp thôi. Đó. Mã cuối cùng. Thì hộp này vẫn đựng cho anh em đựng mino nha, 1 2 3 4 5 6 7, 7 con. Hai mặt là 14 con. Đó. Thì chiều ngang này được là 20, chiều dọc này được là 12 và con chiều cao này được là 3.5 nha nè, 3.5 cm. Đo thực tế cái chỗ đựng cho anh em xem. Chỗ đựng này thì được là 10 cm, thì anh em đựng mấy con 95 là ok. 95, 96. Mấy con 80. Ngon lành. À, mấy cái phá này kiểm tra kỹ rồi nha mọi người. Máy phá này là máy phá này kiểm tra kỹ cho nha nè, anh em yên tâm. Mã số 10 được hai hộp nhé. Rồi, đó tổng cộng là 10 mã hộp lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào có thể chốt để shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.